thân mến, ca sĩ Hài Trọng Anh sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai, tốt nghiệp chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Thế nhưng niềm đam mê cháy bỏng ca hát cũng như là sáng tác giúp anh nhận ra cuộc đời anh sinh ra để dành cho âm nhạc. Vào năm 2014 là năm đánh dấu bước đầu tiên Hài Trọng Anh đến với con đường ca hát chuyên nghiệp. Không chỉ là một ca sĩ nhạc sĩ luôn cháy bỏng cha viết với những câu từ, mà Hài Trọng Anh còn là người luôn cháy hết mình trên sân khấu, luôn đam mê và đầy nhiệt huyết với nghề. Chúng ta sẽ cùng nghe anh chia sẻ với Xâm Cộng Sao ngày hôm nay để hiểu rõ hơn quý vị nha. Lần đầu tiên cho phép Hài Trọng Anh được chào quý khán giả đến với chương trình Xâm Cộng Sao Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Xin được gửi đến tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương. Thực sự là Hài Trọng Anh cảm thấy rất là bất ngờ khi được nhận lời mời tham gia chương trình Đài Xâm Cộng Sao của Đài Phát thanh Truyền hình Long An. Ra sau đó là những cảm xúc rất là vui khi mình có được một cơ hội để mình tham gia cùng với chương trình, để mình thể hiện được những cái cảm xúc âm nhạc của bản thân, cũng như trò chuyện, cũng như là giao lưu, tâm sự, chuyện nghề, ca hát của mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Hai đứa mình cảm thấy rất là vui, cũng như là khá là bất ngờ. Rất là cảm ơn chương trình đã có lời mời. Nói về nghề ca hát của Hòa Trọng Anh thì không biết phải xuất phát từ đâu, nhưng mà có rất là nhiều cái cảm xúc để mình nói lên được cái câu chuyện của mình. Hòa Trọng Anh sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai, thực sự trong một gia đình tức là không có ai theo cái nghề nghệ thuật cả bên nội và lẫn bên ngoại. Mình quá yêu nghề, mình mê hát lắm. Nên chính vì lẽ đó thì khi mà lên Sài Gòn năm 2010, mình tham gia rất là nhiều cuộc thi, cũng có được một vài kỷ niệm cũng như là vài giải thưởng bé bé, rồi để tạo mình một động lực để mình làm cái nghề hát. Không như đó mình còn đi học thanh nhạc, đi theo các anh chị ca sĩ đi trước, rồi đi theo các đoàn ca nhạc ở khu Việt Nam, trong một cái kinh nghiệm. Đến lúc năm 2014 thì mình mới chính thức có được nhiều kinh nghiệm rồi, mình bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Thì những cái hoàn cảnh khó khăn thì trải qua rất là nhiều, nhưng mà tất cả mọi thứ bằng năng lực của bản thân đều vượt qua hết tất cả. Đối với Hài Trọng Anh là một người hát rất là nhiều dòng nhạc khác nhau, nhưng mà trong khoảng 2 năm trở lại đây, bằng sự định hình của bản thân, định hình của giọng hát của mình, thì Hài Trọng Anh đã chính thức lựa chọn dòng nhạc đó là vui vẻ, làm sao cho nó khi mà khán giả nghe tích cực năng lượng bản thân. Thế là những dòng nhạc mà Hài Trọng Anh đang theo là dòng nhạc Latin trong khoảng thời gian gần đây, làm sao mà khán giả nghe phải thích thú, phải nhún nhảy theo Hài Trọng Anh. Đôi khi Hài Trọng Anh cũng thả một vài bài pop palap để cho khán giả cùng nghe, nhưng mà có một cái nghe cảm thế này là những bài hát mà Hài Trọng Anh hát là hầu hết là mình sáng tác và trình bày. Thì trong suốt khoảng thời gian đó mình đã chuẩn bị rất là nhiều những sản phẩm âm nhạc của mình đã trước đó rồi, thì đúng vào thời điểm thì mình sẽ tung ra những bài hát đó hợp vào thời điểm đó. Thì những bài hát mà mình đã ra mắt và phát hành trong khoảng thời gian gần đây và được quay khắp rất nhiều nơi, chẳng hạn như là Em Thương Hai Mặt Em cũng đã phát hành và được quay tại Đà Lạt, rồi Tàu Ta Say được quay tại Nha Trang, rồi Tam Bảo Phật Truyền tại Vũng Tàu, Mà Đồng Mạnh Như Nhau Khi Đã Con Về được quay tại Đồng Nai, và mới gần đây nhất là sản phẩm âm nhạc mà Hài Trọng Anh đã phát hành trong đợt dịch này, bài hát là Corona Sanico. Từ sau đó là công việc chính của Hài Trọng Anh đó là ca hát, thì khi sáng tác cũng khá là bất ngờ, bởi vì mình cảm thấy tại sao bản thân mình phải sáng tác được bài hát. Thời chính vì đó mà phải đi học thêm về thanh nhạc, học thêm về sáng tác, học thêm về các anh chị đi trước, để mình có được quan điểm kiến thức nó vững chắc trong việc sáng tác. Để làm gì? Để khi mà mình đã cân đo được cái giọng hát của mình rồi, thì những sản phẩm âm nhạc do mình sáng tác ra thì nó sẽ định hình được một tác phẩm hay. Chính vì đó công việc sáng tác đang song song với công việc ca hát của Hài Trọng Anh, và Hài Trọng Anh cảm thấy đó một điều rất là thú vị khi mình biết thêm cái nghề sáng tác. Những kế hoạch tương lai sắp tới của Hài Trọng Anh thì rất là nhiều lắm, bởi vì những dự án đó như Hài Trọng Anh đã nói từ lúc đầu rồi, đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, cứ vào đúng thời gian thiên thời
thời để lợi nhưng mà là mình sẽ tung lên hết cho khán giả xem. Thì sắp tới khi mà hết dịch thì chắc chắn là Trọng Anh sẽ đi biểu diễn trong và ngoài nước để gặp với tất cả khán giả và cũng như những dự án live show sắp tới của mình. Bởi vì Trọng Anh là một người rất thích làm live show. Bởi vì khi mà mình làm live show sẽ học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm và có những cái chiêu trò mới và làm sao để được kết nối được khán giả và thể hiện được bản thân năng lực của mình trong live show đó. Thì chắc chắn là thời gian tới mọi khi hát, sáng tác âm nhạc, sản xuất âm nhạc sẽ làm những live show tiếp theo. Bởi vì khoảng thời gian trước đó mình đã làm những live show rồi, chẳng hạn là rất thành công với live show Người Tình Hát, live show Tôi Cùng Bạn và còn rất là nhiều điều thú vị trong thời gian tới. Và quý vị hãy đợi chờ hai Trọng Anh nhé. Xin được cảm ơn Đài Phát Thanh Truyền Hình Long An đã tạo điều kiện cho Hải Trọng Anh có được một cơ hội để mình chia sẻ những cảm xúc âm nhạc của mình trong chương trình Zoom Cộng Sau. Và xin được cảm ơn tất cả quý khán giả đã biết và chưa biết sẽ ngày càng đâu đó sẽ yêu quý giọng hát của Hải Trọng Anh hơn. Và trong khoảng thời gian đây dịch bệnh đang rất là hoành hành, chúng ta hãy giữ gìn sức khỏe của mình một cách an toàn tuyệt đối và cũng như sẽ chúc cho tất cả quý vị sẽ mãi mãi được nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống và trong trái tim của tất cả quý vị sẽ có tiếng hát của Hải Trọng Anh quý vị nhé. Xin chào.